em chào các bác nhé em Lâm đây à, em quay cho các bác một loạt máy công suất lớn dùng cho phòng cửa to à, thì à, bác nào cần các phòng tầm à, từ 25 mét vuông trở lên thì à, các bác cứ nhấc máy alo em Lâm đến phòng tầm 60 mét vuông thì cứ alo em Lâm hiện tại thì em Lâm đang sở hữu rất là nhiều máy công suất to nếu mà không phải dám tự hào đâu nhưng nếu ở thị trường viện, à, thị trường giải đất hình chữ S này em đảm bảo luôn không có một người nào thứ hai mà dám đủ bản lĩnh mà mua được nhiều cái máy to về đây để bán cho các bác nên là giá em mua số lượng lớn nên là giá rất là rẻ luôn nên là bác nào đang quan tâm lắp cái dòng công suất lớn à, phòng to thì cứ alo cho em đâu theo hai số điện thoại này 0975 360 433 dưới là 0377 99 6066 đấy cả hai số này em đều dùng zalo cả con đầu tiên là con phu loa đầu 80 con này đắt hành 2021 à, con này đầu 80 nó tương đương với máy 36.000 32, 32.000 BTU đấy có nhiều anh em nhiều anh em mà các lơi thì à, gọi là 34.000 còn theo em nó chỉ tầm 32 000 thôi. Con này thì vụt cho phòng tầm bốn uh, 40. Đấy, tầm 40 40 uh, mét vuông quay về. Uh, phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc. Thì đã lên dòng công suất to này thì các bác lên mua những cái dòng full loa, full Z thì uh, nó có hai cái loa này. Cho nên là phòng nó dài thì nó lùa gió và nó quận gió rất là tốt luôn. Đấy con này thì phun tính năng rồi. Uh, tất cả máy thì đều có tôn khiển zin đi theo máy. Đấy, cục lóng to, cực kỳ lặng luôn. Đấy. Con này thì uh, chạy vòng phòng tầm Đấy, à? À, 40 mét vuông. Đấy là đẹp. 40 đến 45 mét vuông là ok. Đấy, máy đắt 2021. À 2021. Đấy, máy thì cam kết là chất máy là chất máy nguyên zin nguyên bụi, nguyên bụi Nhật bụi mù ế này. Ế đến nay đến nay là 3 tháng này không bán được. Đấy nó thật với các bác luôn. Ế đến 3 tháng này không bán được. Và mình nhiều bác bảo là có giảm giá hay không. Đấy, các bác ạ, à, buôn cái máy lời có 1 2 triệu về đến đây đã là giỏi rồi. Làm sao mà 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 lãi nhiều đâu mà giảm giá là giảm nữa thì bán đất rồi. đi buôn là phải có lời quan điểm của em là như vậy đấy con này em đang bán bác giá là 32 triệu nhé đấy, 32 triệu cho em phu loa tất cả máy đẹp như trong tranh luôn trắng bốt luôn còn bụi bẩn thì nó ế nên bụi bẩn đây em không kịp lau đâu đấy quay qua thôi vì nhiều máy quá ngày nào cũng lau thì không thể lau nổi luôn đấy tiếp của em nữa em cũng em 80 phu z đấy chạy phòng tầm 40 mét vuông đấy con này cũng đắt 2021 đấy con này bán bác giá là 30 triệu đấy Tiếp tục, à đây ghi má quên, má 01 không biết, không các bạn quên, đây, má 01 phu loa, má 01, bụi nhiều quá còn không thèm dính giấy luôn, má 01 giá 32 triệu, đây con này thì phu dép, đây, bụi ngu linh. Má 02 Giá 30 triệu luôn đi, đi Đấy. Tiếp tục em full loa Em đầu 71 Em full loa đầu 71 băng dính còn nguyên Đấy, má này X71 G2 Đúng. Đát 27 Con này full loa lên công nghệ lốc Logica rồi Có lọc bụi mịn Đấy. Con này bán bác giá 24 triệu Má bao nhiêu đây 03 giá 24 triệu Đấy, phòng đầu 71 thì nó chạy ra phòng tầm 35 mét vuông Đấy, là đẹp Đó, 03 Tiếp tục Một em đầu 80 Đấy, Tiếp tục một em nói một em Mitsu đầu 80 Chạy vào vòng tầm 40 mét vuông quay về Con này thì uh, Đắt 2022 bit đầu 80 Đắt 2022 Con này uh, xin được gửi tới anh bác Giá là 34 triệu Má bao nhiêu đây 04 giá 34 triệu. Đấy, đầu 80. Đấy, em full loa đầu 28 đây. Đấy, uh, con này thì uh, xin đừng đắt hàng nghìn bao nhiêu đây. Đắt 2019. Đấy, em full loa đầu 28 đắt 2019. Con này xin được bán các bác giá là 16,5 triệu. 16,5 triệu. Tiếp tục. với em phu đầu 90, bù cho vòng tầm 50 mét vuông trở về. Đấy, đắt 2021. Đấy full loa con này xin được chào bán các bác giá là 38 triệu thế qua các bác Má không mấy đây 05 này 06 06 này Giá 38 triệu Qua rẻ lần đầu 90 có 38 triệu bằng Không bằng cái giá nhập về bây giờ luôn mã 05 giá 16 năm mã 06 là 38 này 38 năm này nhiều quá lại em phu z đầu 80 nữa em này thì em bán 30 triệu quá nhiều máy luôn nó Má bao nhiêu đi 07 giá 30 triệu Đấy. đây cũng lại phu loa được con này vẫn 32 triệu đây con này cũng đầu 80 nữa 32 triệu Ủa em nhiều đầu 80 la liệt đầu 80 luôn Đấy. tiếp tục sang bây giờ hàng hi bên này em có một con hi hàng đấu 6x56 g2 con này hàng đấu nhá không phải hàng mới đâu nhá đấy đắt hành 120 con này là hàng đấu đấy. chất máy đẹp đấy nó không phải là hàng mới đâu nhá thì con này là hàng đấu à, em mới mới về này là đấy thì à, lấn con hi cho sang bên này cho nó cùng chỗ hi đấy con này hàng đấu nhá đấy em bán cho các bác giá con này là giá 22 triệu mà không mấy không 08 giá 22 triệu Đấy. Còn đây là hy hàng hy mới này Hy máy mới này Đấy. Hi máy mới thì em đang còn à, má 02 vẫn đang còn Thì bác nào cần cái video này em sẽ gửi đường link video lại cho các bác Đấy má 05 đầu 56 đầu 40 vẫn đang còn Đấy, Còn rất là nhiều Các bác nào cần cái dòng công suất nào thì em sẽ gửi video cho các bác nhé Bởi vì số lượng máy nó rất là lớn Cho nên là không có thời gian chụp ảnh mà nó lặng lắm Nó hàng tạ cái máy này thì không thể nào chụp ảnh được Đấy thì các bác có thể xem qua video nhé Đấy, bác nào lấy thì alo em hai số điện thoại này chào các bác nhá.